Đây nha mọi người, thùng Makita nhé. Thùng Makita. Đây là con máy khoan Buckwheat Makita này. Khoan Buckwheat Makita 9.6. Con này còn rất là đẹp nha mọi người. Đời này con này còn rất là đẹp, thân rời thân ngoài. Con này nó gọn này. Con này nó gọn này, nó đẹp này. Thấy không? Cái đầu nó chỉ bị trắp sơ sơ. Đầu này chẳng qua để trong thùng nó rung, nó lắc thì bắt đầu nó cả cả tí thôi nha mọi người. Này, nhưng mọi người nhìn thấy đẹp không? Đấy, máy rất là êm luôn. Điều tốc thắng ok nhá. Đảo chiều này. Đấy, đã chưa? Đấy nha mọi người. Đây mọi người, rất là đã nhá. Hai quả pin còn cầm. Hai pin còn cầm đây. Mình thì mình nói rồi, mình không bao cầm pin, mình bán lúc nào cũng xem như bỏ pin. Thấy về mọi người cứ xài lúc nào mà pin nó không đạt được cái nhu cầu, không đủ cái nhu cầu của mọi người nữa thì mọi người đóng lại nhá. Cục sạc còn sống nha mọi người. Đấy. Rồi. Ô này bỏ vào cái thùng này nó cũng đẹp nữa nhưng mà nó hơi cắn. Về mọi người à. Cắt một tí ở dưới góc này cho nó vừa nhé. Đấy. Thùng cũng còn đẹp luôn. Đây, nó ghi cái tiếng Nhật, tiếng đồ gì của nó nha mọi người. Số 9. Thùng này 750.000. Số 9 750.000 nhé. Đây. Tiếp tục thùng Makita nha mọi người. Thùng Makita. Đấy. Đây là con khoan Buckwheat Makita 12V. Con này thì mình nói mọi người nè, con này rất là trâu. Con này có một đời là cái đầu này là đầu bu lông nè. Nó y chang vậy luôn, chỉ có là cái đầu này là đầu bu lông thôi mọi người. Cái đầu này, đầu cốt này, đầu búa này là đầu bu lông nè. Đầu bu lông, nên con này nó y chang con bu lông vậy. Nên mọi người về có thể là gắn cái đầu chuyển từ vít sang bu lông. Mọi người bắn bu lông đồ rất là thích nha mọi người. Con này rất là trâu. Đấy. Thấy giờ nó êm không? Êm luôn. Điều tóc thắng ok. Đảo chiều ok. Đào chỉ hơi nhích nhẹ thôi nha. Không ảnh hưởng gì. Đấy. Con này nó trâu lắm mọi người. Trâu bò lắm. Ok chưa? Pin thì mình nói rồi đó. Pin thì đang chạy băng cầm đây. Ok nha. Đấy, pin thì mình không bao cầm nha, mình bán xem như vỏ pin nha mọi người. Đấy, bộ này nè, rất là đã. Mọi người ai mà đã từng dùng cái con bu lông này rồi là thấy con vít này rất là thích. Tại vì con vua con vít á, nó chỉ khác nhau cái đầu này thôi, nhưng mà bu con vít nó rẻ hơn. Đấy, tiết kiệm hơn nha mọi người. Số 10. Bộ này 750.000 nha mọi người. Đây, thùng Makita nha mọi người. Thùng Makita.
Đấy, cái thùng rất là đẹp luôn. Đây, cho mọi người xem một con máy khoan Makita 12V. Khoan Makita 12V nha mọi người. Này, khoan Makita 12V. Con này rất là trâu và rất là đã. Con này đầu khoan 13 ly nhé. Đầu khoan 13 ly. Có khóa đầu nha mọi người, khóa đầu này. Đây, kéo lên như thế này thì mình bắt đầu chỉnh được đầu nha mọi người. Đây, chỉnh cái kẹp này. Chỉnh xong là mình kéo xuống là nó khóa cứng cái đầu này nha mọi người. Khóa cứng lại không cho tụt cái đầu ra. Khi mọi người khoan có thể nó tụt đầu, tụt mũi, nó trơn mũi, nó quay mũi nha mọi người. Đấy, đến khi mình kéo lên này là bắt đầu mình chỉnh được. Ok chưa? Khóa đầu chỉnh ngắt. Đấy, đầu 13 ly nha mọi người. Chế độ nhanh chậm này. Chế độ chậm, chế độ nhanh. Nhanh chậm thì như những video trước mình đã nói với mọi người rồi. Khi mọi người khoan cái đồ gì mà mũi khoan nó còn vào ngọt á, vào tốt á, thì mọi người để chế độ nhanh. Còn khi nào mà cảm thấy nó nặng tay rồi, nó cứng rồi, mọi người chuyển qua chế độ chậm, lực siết nó sẽ mạnh hơn và nó đỡ hại máy hơn nha mọi người, đỡ hại máy, hại nhông hơn. Ok, 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy. Rất là đã. Mọi người ai mà dùng khoan mà thấy con này đều thích cả, thích cái đầu này nè. Đầu này chỗ có khóa đầu với lại 13 ly nha mọi người, đầu 13 ly, rất là mạnh. Khoan 12V mà trang bị cái đầu 13 ly là rất là mạnh nha mọi người. Đấy. Ok. Pin còn cầm đây. Mình thì không bao cầm pin, mình bán xem như vỏ pin nha mọi người. Bán xem như vỏ pin. Đấy, nên về mọi người xài. Đến lúc nào mà pin nó không đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người thì mọi người đóng lại nhé. Ok. Đây. Số 11. 1.150.000. Số 11, 1.150.000 nha mọi người. Thùng Makita nha mọi người, thùng Makita. Đây. Đây là một con khoan Makita 9V6. Khoan Makita 9V6 nha mọi người. Đấy, vừa tóc thắng ok, nhanh chậm này. Đấy, chế độ chậm, chế độ nhanh này. Đào không cạt nhé, đảo chiều này. Ok nha mọi người. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Con này 9V6 nhưng mà rất là mạnh nha mọi người. Rất là mạnh. Đấy. Pin thì như mình đã nói rồi, mình không bao cầm, mình bán xem như vỏ pin nhé. Cục sạc còn sống nha mọi người. Đấy. Ok chưa? Không thể bàn cãi gì về con 9V6 này nữa. 9V6 con này thuộc dạng trâu bò. Đấy. Này là số 12. 12. Con này 650.000. 12 650.000 nha mọi người.
Đây, thùng Makita nha mọi người, thùng Makita. Đấy, toàn là Makita thôi. Đây là con máy khoan Buckwheat Makita 12V than rời than ngoài. Con này thì nó gọn mà nó mạnh, êm nữa nha mọi người. Đấy. Đấy, điều tóc thắng ok nha, đảo chiều. Đây nha mọi người. Này, đầu này. Đầu không rơ nè, không cạc nhé. Đây nha. Đấy, máy chạy rất là phê nha mọi người. Con máy này thì giờ mọi người biết rồi. Nó rất là gọn mà rất là mạnh, 12V. Đấy. Làm rất là thích nha mọi người. Đây. Nhìn gọn chưa. Ok. Pin thì còn cầm đây nhưng mà mình không bao cầm nha mọi người. Mình ráng xem như vỏ pin cục sạc còn sống này. Đấy. Đấy. Cái thùng này thì đóng vào nó cắn cắn chỗ này. Nó hơi hở một tí về mọi người. Ép xuống nha. Hoặc là cắt sơ ra. Số 13 ô này 1.150.000 1.150.000 nha mọi người, 1.150.000 nha. Đây, tiếp tục một thùng Makita. Đây là con khoan bắn vít Makita nha mọi người. Khoan bắn vít Makita. Đấy, điều tóc thắng ok. Có đèn nha mọi người, đảo chiều. Đấy, đảo chiều ok nhá. Này, đào này. Đào không rơ, không cạc nha mọi người. Đấy. Tay em hơi cài sát một tí. Đấy, máy rất là êm nha mọi người. Đấy, đã chưa. Vỏ pin thì mình thấy còn rất là cầm nha mọi người. Mình thì mình không bao pin cầm rồi mình bán xem như vỏ pin nhưng mà pin nó cầm, mình nói nó cầm nha mọi người. Đấy, về mọi người xài đến lúc nào mà nó không phù hợp với cái nhu cầu của mọi người nữa thì mọi người đóng lại nhá. Ok. Đấy, cái thùng này thì nó hơi bị cắn rồi này, nó hơi bị hở nên mọi người về mọi người cắt lõm xuống tí nhá. Đây, con này là số 14. Bộ này 780.000. 14, 780.000 nha mọi người. 14, 780.000. Thùng Makita nha mọi người. Một thùng Makita. Đây. Đây là con máy khoan Buckwheat Makita 12V, 12V than rời than ngoài. Con này thì khỏi nói rồi, gọn mà mạnh nha mọi người, gọn mà mạnh, than rời than ngoài rất là mạnh nhé. Đấy, điều tóc thắng ok, đảo chiều này. Đào không rơi nha mọi người, chỉ hơi nhích nhẹ thôi, không cạc nhé. Thank you.
Ok. Ngoại hình con này còn khá là đẹp nha mọi người. Đấy, đầu nó chỉ bị tróc sơ thôi. Cục sạc còn sống nha, cục sạc còn sống. Đấy, pin thì đang chạy đấy. Pin thì mình không bao cầm, mình bán xem như bỏ pin. Mọi người về xài lúc nào không đủ cái nhu cầu của mọi người nữa thì mọi người đóng lại nhé. Mười lăm, mười lăm thùng này 950.000, 15 950.000.